cái bánh nhập cái nào. Xì và vai đây, đó nhìn này nhưng mà cút cán đầy đủ đấy. À, đây đang ghép ép cái cây này vào đây. Chỗ này thiếu tay, ép vào. Đây lên form dáng phong tranh đẹp hết đấy các bác. Quay vừa đấy mẹ được. Bác hửa mà chưa quay đâu, chú hửa mà chưa quay đâu. Có chứ, đến lượt chứ. Chú đi quay ở đâu ấy. Nhất chi. Ra ngay. Đấy cây cây đồ đồ chăn nuôi này. Đồ chăn nuôi. Nuôi sau đẹp hết đấy. Đấy về. Nuôi lâu. Đúng rồi. Phân công nuôi lâu. Về đục đẽo thì thấy có đường lắc rồi đấy. Nhìn cái bẹ nhất đục sau đục đi đẹp hết. Ủ ị đấy. Chân cẳng nở ghê đấy. Cho về vứt đất nhéo nhanh. Chân nở ghê. Con này vứt đất nhanh. Đấy, dãi dãi ra nhìn ghê đấy. Cũng là một cái thủ ngày xưa hạ ở đây nhưng mà thời gian lâu rồi đấy, nhìn bể biếc nở này. Đấy. Ông đưa con này về thay chậu không ạ? Được. Mua chưa? Chưa, cháu giờ đồ chơi cái đồ nó kỹ kỹ đi. Nhà đồ này mà tuyển thì nhá ăn mua. Đấy, già đây, tập tí. Thời gian. Tập tí già hơn đây. Đá làm được. Nhập. Cây của anh Nhập. Đấy. Biến ơi. Biến ơi. Biến ơi. Chả đôi long kia khiếp ạ nhỉ. Chậu có cả chân kìa. Đôi long. Mẫu đơn. Cái này dáng đẹp ghê đấy các bác. Quê nó hơi cháy cháy. Tiếc đấy. Khế đấy. Khế. Mai này bao nhiêu tiền chị? 5 triệu. Ok. Mai nu. Xem nào. Này không mang cây nào to to đi nhỉ? Đây mà. Đấy, bác bán cả chậu này. Đây, những cái chậu nhỏ nhỏ đây nhé. Số điện thoại liên hệ nhé. Những cái chậu xi măng nhỏ nhỏ đúc này. Đúc rồi này. Có con nào vừa miếng này ra để đớp này. Đấy. Đấy. Ghê. Đấy, đôi này của anh à? Đúng rồi. Kinh nhờ, đôi này bao nhiêu đây? 150 triệu. Là một đôi. Có bán lẻ không? Có lẻ. Lẻ để bao tiền cây anh? Lẻ được 90 triệu cây. 90 triệu cây. Đấy, đấy. Đôi long khá là đều. Cao độ mét mét rưỡi nha. Mét ba. Mét ba. Mét ba. Chờ tí để quay ra đây xem nào. Đấy, đôi long này. Con này gấu hơn này. Đó là rụt đấy các bác. Cái này bay vào sân hoặc là nhà thờ thì nó nổi. Nhưng bonsai trước nhiều khi cảnh quan lại khó. Có sân có vườn vã này vào kỹ. Quá đều nhau. Đẹp đấy. Đẹp đấy.
nhỉ, nó có cái đôi có cái sân gạch đỏ nhỉ, hoặc là nhà thờ nhỉ. Vào thì thôi rồi, hai con trầu hai bên đấy, lững lành lặn chứ. Đây, số đây, số đây nhá. Đấy, nhìn đường lắc chạy là những cái to này chắc các bác phải vào việc liên hệ, mà thích liên hệ vào việc chụp xem thôi, xem qua hình ảnh nó hơi khó đấy, là tiền nó cũng nhiều. Đấy, nghe chưa, chân này, bộ chân này đầy đủ chân chậu luôn, chơi là không phải nghĩ về thay, phải thay thiếu gì cả. 1m3 từ mặt chậu trở lên. Không, đang rất nhiều quả các anh, cây nào cũng đang có quả hết, đang rất nhiều quả. Cây này cây kia thì nó lộ quả hơn đấy, lộ quả. Đẹp, anh em vào liên hệ đôi long đi. Đây có ông nào có một xe để khuất khuất này. Giờ đây nào. Còn mỗi cái này là giả, 18 à? Thế còn cây này bao nhiêu? Một cây 18, một cây bao nhiêu? Cái này 20. Nhập 20, bán gì 25. Cái kia 18. Mẹ lâu dài. Đấy, 18. Nhưng mà thích cái này là đồ xịn, thích quá. Xịn, lành cây. Chắc phá hơn giả. Lành cây. À, anh à, không ấy mà cái thằng quan mầm làm sao xịn sướng rồi chứ. Anh à, đây xuống rồi, không xuống hôm trước xuống chơi có về được đâu, không về rồi à, không về rồi. Nhà hay là vườn ở đó, vườn ở ấy, vườn ở xóm ấy, xóm ấy. Còn đấy chạy đâu cho thoát đi. Cả Minh à? Vâng, thế Minh lấy được một cây gì nữa đâu, Minh lấy của anh Mạnh hai cây, ăn hai cây. Hiếp dâm ông Quyến, xong mình mới bảo đi, sau đó ông Quyến thì bé mua là đéo nào cũng như kiểu là nhà mình cũng tội lỗi, đè ra xong hiếp. Thế đôi của đấy không dám nhập. Xong là anh cũng chẳng chán ít nhà lấy chứ không lấy đấy. Đây cây mình vời một đôi đây. Tưởng hôm bác nào bác lấy cây một cây gì nhỉ? Tưởng anh Hùng Chậu lấy một cây. Đấy một đôi cũng giống nhau đây. Cùng vườn cùng chất đây. Mẹ tôi biết ông bán ông bằng giá như thế tôi lấy luôn rồi. Lúc mà bảo là bán thì mẹ mày cũng là mày đi. Đá mèo đi. Đấy. Cái này thì gọn gàng hơn tí, nở hơn. Chăn nuôi thì tốt. Đây. Dễ riếc bắn hết ra rồi à. Có dữ liệu. Nó cũng bắt chỗ này, tôi bên quân.
chợ sớm quá, còn lưu tiểu lắm, vẫn còn lưu tiểu, anh em vẫn còn đi các sới, không mặn mà với khách lắm.